អត់មានសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងคลิปវីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ react វីដេអូទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានវីដេអូមួយតែប្រទៅខ្ញុំក៏ fan គាត់ដែរអ្នកអស់គ្នាខ្ញុំមើលវីដេអូគាត់រហូតហ្នឹងព្រោះអីចូលចិត្តគាត់ហ៎គាត់យំនិយាយត្រង់គាត់ធាត់ស្អាតអញ្ចឹងបាទហើយថ្ងៃនេះគាត់ផុសវីដេអូមួយដែរគាត់រៀបរាប់ពីចង់ថាគាត់ចង់និយាយថាគាត់ធ្វើកម្មវិធីរបៀបគាត់ហូបបាយរបៀបគាត់ហូបបាយធ្វើឲ្យចេញសម្លេងដូចជីបជុបជីបជុបទៅដងឆ្ងាញ់គាត់បណ្ណាអ្នកនរអស់នេះខ្ញុំហើយគួយតារីអេកវីដេអូគេនេះរងថ្ងៃនេះគួយតើមើលវីដេអូគេទេរងថ្ងៃខ្ញុំវីដេអូមួយណាគឺតើបោះគេទាំងអស់នឹងជាប់បោះគេប្រហែលនេះប្រហែលនេះអ្នកអស់នេះតែថ្ងៃនេះគឺយើងមកមើលវីដេអូរបស់គាត់ហើយបើម្ចាស់គេឃើញក៏សុំទោសផងពួកអីចាំទៅពេលធ្វើវីដេអូហ្នឹងហើយចាំប្រាប់គាត់ក៏បានដែរអូខេចាំខមមិននៅក្រុមវីដេអូហ្នឹងប្រាប់គាត់ក៏បានអត់អីទេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទស្សនាវីដេអូគាត់ទាំងអស់គ្នាអូខេតែអ្នកទេស្វាគមន៍មកដល់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងមកអេធីសូគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំដើម្បីញ៉ាំឲ្យលឺសម្លេងឲ្យឆ្ងាញ់ហើយឲ្យអ្នកគ្នាមើលអូខេយើងមានអូខេមានពងទាជៀនម្រេចហើយនឹងទឹកជ្រក់អូខេមានឆ្ងាញ់មកបាទអូខេបាយញ៉ាំហើយយើងសុំរើសយកតែម៉ៃយកចកមួយមកជុំមកគេយកចកមួយទៅតែម៉ៃយកចកមួយគេមកគេយកចកសិនហើយយើងញ៉ាំពងទាជៀនសិនតែញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿចិត្តណាពងទាជៀនណាបាច់បានស្អីក៏ដោយតែបានពឹងទីជៀននឹងយាយពីថាបាយមួយឆ្នាំក៏អស់ដែរញ៉ាំទីជៀនសិនគាត់ហូបឬគាត់បាររបស់គាត់ឆ្ងាញ់ហើយថាខាងដល់សាច់មួនគឺមកហូបអត់ឆ្ងាញ់គាត់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរអ្នកនាងជាងមួនជាងមួនគឺអញ្ចឹងមួនឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកនរទៀតមាត់ហ្នឹងហ៎មែនអមឡប្រោមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដល់យើងញ៉ាំមើលមកគាត់ដំណើរណាស់អត់ទេមើលមកគាត់ហ្នឹងនិយាយទៅ
tụi tụi mọt mà xì dập mẹ nè nếu mà nó mà thoa video cho người ai nè clean bài đấy xong tóc mẹ còn để vô lá bà đấy ok nhầm to thả đây tê nhầm tư nhầm tư ở rất là chạy tất cả bông mà cái do tất cả nó khỏi bông nhưng mà tất không cao bông ok nhưng mà khi do tất cả nhầm nhầm tích bà nhầm nhầm nó bắt tất vì uo chứ nó mùi nhục bột bột đây tới người uo mấy nhầm mùi mùi vào ơ xì nhầm pro mùi miệt quá đó có sạch chớn không sạch chứ nhóm sờ lánh nhẹ thoát này nào nè với nhóm skirm là bên trên thời gian nhẹ thoát rồi về khai được nghề giấc ngẫu tứ có cái đây xuống rồi chuẩn nha chuẩn nha ok ok là nhóm nhắm một tí bạn vẫn tí còn cái sọp mẹ đã xiên cũng đã xiên chín anh mà nè đã xiên liền ạ sai cả cái lẽ gặp tiền cho mà thường cần ra một quạt mà mùi mùi xì mùi mùi xì mùi liên bị ua điên lắm trời nào có chi dơm thua lứ chẳng ngọt ni miệng ao tiếp một trong lái này tiếp bằng trong chợ chơi mà hôm tế bạn đấy thế nhắm chân tới khơi đã khơi nhổ con tía mười con tía ở chán hết mới được chả đã cho chất này một tay ọt bực con tía để một tía chứ ngay trường mòn ngủ điện bài đó vậy hay xong tôi không chả biết đâu nhưng xong mời chọc mà ấy của ấy mới tới trụ chất mà còn hộp thì nướng men đen mà bánh hộp bay khi còn hộp nó chạy ai gì mà nó một bình nước chứ anh men mà có hộp gì ôi xong tôi không chạy video thôi lên đi cùng một cái một căn ôi ủa là bớt ta có đợi lưu đây xì kìa mẹ nãy giờ tôi mang nhâm đã là ba nhâm chỉ cơ thế hai người chỉ cơ tóc ba nhâm ba nhâm chỉ cơ hết phơi ôi bò nhông giống nhà ngạc nè anh nhâm xong tao khoan thì lên xong lên lô lái bò nhông giống xong tao khoan ở đó giờ xong sorry nhà ngạc nè khoan ok
tới còn còn tha còn thọt chứ còn hộp bãi chiên anh như thế nào khăn này được dùng cơm nhưng hộp bãi miền tây rồi thà ở trên miền chiết á còn hộp nữa thì non men phân men chiên anh nè đây chiên anh nè đã chiên rồi chiên anh mới được nhiêu chiên anh nhiêu để chiên anh mày hả? Linh nó Linh là sao? Ok, nó ngọt đi. Chúng ta đâu đang bị đập bần đằng tế. Ừ, nhà mà chọp mấy xí. Tình dấu chan trên mặt ta lại sân. Vâng, tí sao lửa. Ok, nó ngọt đi. Vì đâu đang bị đập bần đằng tế. Cũng lấy chua chật like. Subscribe nè kháng khổ. Chút nè thì ok, chân phóng. Comment để cho anh thơ. Bye bye guys. Peace out. Ok, peace. Lừa nó, nhập lại tử. Ừ, ok là đó hả nè. Sẽ nãy vâng tia mấy nhớ cậu mình nhập là bẩn chọc mở hở xông của ọt bàn. Ừ, thì cực là thư bị tổ nó mới đây đó hả nè. Hẹn đi con trở ọt. Bà chỗ chết comment mới mất, nhầm thưa mưa mà. Thì như mặt hô bờ đi thì nhầm tình chủ khoai thông mũi đạ mà. Vậy lê chứ, mình lôi nhà tích, khổ anh ấy đâu. Thế video ngày nắng kìm được bản thân cho bọn bọn đó khả nên chẳng có quân sớm. Bà cho chất xong comment được hàng khởm phóng. Thì chui lạnh lại môi phóng, ok. Bye bye.